Chào tất cả các bà con nông dân. Và hôm nay xe đẩy cũng đã tiếp tục làm xong để phục vụ bà con. Cho các bác anh nhà mình xem về một chiếc xe đẩy thép cực kỳ là chất lượng và chắc chắn như này. Một chiếc xe đẩy mà bà con nhà mình có thể vừa đẩy lúa, đẩy ngô, đẩy gạo, đẩy hàng đi bán này. Cực kỳ là chất, với bánh của nó thì sẽ là bánh đúc liền luôn nhá. Bánh đúc liền thì hiện tại bên xưởng em đang làm hai mẫu. Một mẫu là liền và một mẫu là thanh. Thì mẫu thanh thì nó sẽ rẻ hơn mẫu liền một chút xíu. Tất cả khung sườn của nó thì cực kỳ là chắc chắn khi bà con nông dân nhà mình xem tới xưởng em nhé. Đấy, với chiều dài của xe thì nó sẽ là 1 mét. Đấy, bà con nhìn khung sườn này và giá của nó thì sẽ gấp lại được hết gọn gàng nhé. Mình gấp lại cho bà con nông dân nhà mình xem. Đây ạ, khi gấp lại thì mình sẽ ấn cái này. Mình sẽ ấn cái này. Đấy, ấn này. Và mình sẽ gập xuống nhé. Đấy, bà con thấy tiện không ạ? Quá là tiện luôn, những chiếc xe đẩy. Đấy, và quay về bên này cho bà con xem là những chiếc máy băm rau thì em cũng vừa mới làm xong. Em sẽ ra mở cho bà con xem một cái máy băm rau nhé. Máy băm rau thì hiện tại bên xưởng em thì đang làm những 3-4 loại cơ. Thì như này, đây là một cái máy xanh. Mỗi bà con mua máy băm rau em đều tặng cho một lưỡi dao bằng thép nhíp mà nhà em rèn ra. Đây ạ, em sẽ lấy lưỡi dao cho bà con thì mình xem. Đây, đây là lưỡi dao. Riêng một cái lưỡi dao này đã 150.000 rồi. Và motor thì là không có nhé. Không có motor bà con ạ. Thì em nói bà con này, motor là đặt ở phía vị trí này. Đấy. Và khi bà con nhà mình mà mua một chiếc máy băm rau như thế này ý, thì bà con nhà mình về thì sẽ tự lắp máy motor. Bởi vì cái motor thì bà con nhà mình mua ở đâu cũng được. Thì em cũng nói luôn, em lên video thì em có băm bèo, băm cây chuối, băm rau củ, rau lang, băm tất cả các loại. Nhưng mà để mà băm được cây chuối thì em khuyên bà con là phải dùng máy 75 nhá. Máy 75 lõi đồng thì mới băm được cây chuối. Còn nếu như băm bèo, băm rau lọi bình thường thì cứ dùng máy 55 lõi nhôm thôi là đã sử dụng rồi, chỉ tầm 300, hơn 300 cái motor là mình đã sử dụng được rồi. Đấy, và em đóng vào cho chị xem đấy. Và em cũng báo giá luôn với bà con nông dân nhà mình là một chiếc máy màu xanh này tặng kèm theo một lưỡi dao là em sẽ đưa tới bà con nông dân với giá là 450. Em miễn phí ship tới tận nhà. Còn về máy trắng thì sao? Máy trắng thì là thép của nó sẽ là thép cao cấp hơn. Nó cũng sẽ là thép này, là thép cao cấp hơn nha bà con nhé. Đây ạ. Và giá của nó thì sẽ là 550 trên một máy màu trắng này. Và em nói luôn, đây là những cái công cụ mà em làm hỗ trợ cho bà con thôi nhá. Ít nữa em sẽ bán truyền thống tại nhà thì mời bà con nhà mình tới nhà để mua. Còn hiện tại thì em ship cái này hết rất chi là nhiều tiền ship. Nhưng video này em công bố như vậy là em cũng đã bao ship miễn phí ship bà con hoàn toàn rồi. Thế nên bà con đã đang muốn mua máy băm rau thì cứ gọi điện trực tiếp tới đầu số điện thoại em để trên màn hình video. Còn rất nhiều nữa sản phẩm cho bà con xem. Cái máy to, đây là máy to đây. Máy to thì giá của nó cao hơn nhé. Máy này khá là to. Và đây em nói luôn này, khi mà làm xong thì cái sắt sơn này là chuyện bình thường nhá. Cho nên là tới nơi bà con đừng bắt lỗi em nhé. Bởi vì cái sơn máy này thì nó chỉ là sơn và cho màu nó sinh động thôi. Đấy, và khi mà vận chuyển thì không thể tránh được. Máy to, máy nhỏ có hết, có cả máy trắng to kìa. Bà con nhìn cái máy trắng to rất chi là đẹp này. Đấy, ngoài ra thì nhà em còn có xe rùa bà con nông dân ạ. Xe rùa này là xe rùa loại cao cấp này. Cho cả bà con để mình xem về cái bánh của nó. Đừng, đây ạ, cho bà con xem cái bánh nhé. Bánh này là bánh đặc, chứ không phải là bánh này bơm đâu. Bánh đặc. Và hiện tại đây là cái xe lớn nhé. Xe lớn lắm ấy. Xe này chiều dài của nó cả mét và thùng nó rất chi là to. Thuộc cho bà con để mình đẩy cám, đẩy ngô. Đẩy cám, đẩy ngô nhé. Đấy, hạ xuống. Đấy, cái xe rùa này là xe rùa chất lượng số 1, xe rùa to. Còn bà con nào mà cần xe nhỡ thì em cũng sẽ có xe nhỡ nhé. Còn về bên này là bếp củi ạ. Xin thưa bà con là bếp củi thì bên em đã làm xong rất nhiều. Với bếp củi hiện tại em đang làm cả cỡ nhỡ, cả cỡ nhỏ. Và đây là một chiếc bếp củi thông minh, vừa đun không khói, vừa tiết kiệm, vừa di chuyển khắp mọi chỗ đều được. Đấy, bà con nông dân nào mà xem video này và đang muốn mua một chiếc bếp củi, đang muốn đặt hàng. À, bếp củi to, bếp củi nhỡ, bếp củi có đợ củi và bếp củi không đợ củi. Bà con cứ vào số Zalo trên màn hình của em để em gửi mẫu chi tiết cho bà con được xem nhé. Bây giờ mình sẽ đẩy gọn cái xe này gọn vào. Đấy, bà con nhìn ở bên khung cảnh nhà em rất chi là nhiều, rất chi là nhiều đồ này. Đấy, bà con nào mà đang muốn sử dụng những cái sản phẩm hữu ích này, đặt cái xe rùa cân đối ra em. Bà con nhớ vào Zalo số điện thoại của em nhé. Và xem video này thì đừng quên nhấn đăng ký kênh của em để xem được rất nhiều những cái sản phẩm hay qua những cái đoạn video ngắn như này. Rất cảm ơn bà con nhà mình đã xem nhé. Nhớ đăng ký kênh này của em nhé để xem rất nhiều những cái công cụ hay ạ. Cảm ơn bà con nhé.